Thời gian trôi thật nhanh. Nhớ 18 ngày trước, mỗi chúng ta ai cũng nôn nao, hồi hộp, chuẩn bị đồ đạc, ráo riết đi tìm những người bạn xa lạ mà sắp tới sẽ là những người đồng chí cùng chúng ta ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi trong cùng một căn phòng nhỏ tại vùng đất Lobita đầy kỷ niệm này. Vậy mà hôm nay, chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng ta sẽ thực sự rời xa ngôi nhà thứ hai này để trở về với cuộc sống thường nhật, một cuộc sống mà mỗi sáng mai không phải lo lắng dậy trễ, không lo lắng mỗi khi ra khỏi phòng quên tắt điện, không lo lắng đi tập thể dục mà không kịp mang giày và bị bạn thi đua bắt lại, không còn phải nghe tiếng hô tập thể dục đại trường mới của hai bạn đại đội trưởng, không còn thấy các bạn đại đội phó đứng la hét kiểm tra đi thẳng hàng, và không còn thấy nhiều điều nữa lắm. Chắc hẳn trải qua kỳ quân sự này, trong mỗi chúng ta sẽ lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên được. Những buổi sáng cùng các bạn đứng dưới sân chờ đi ăn sáng, sáng nào cũng bị la, rồi những lúc ăn cơm xong, cơm chưa kịp xuống thì lại bị nhồi nhét mấy nồi cẩu lư. Chắc cũng có nhiều người cọc á, nhưng mà bây giờ bạn sẽ không được trải nghiệm cảm giác đó nữa đâu, bởi vì ngày mai chúng mình về rồi mà. Các bạn sẽ nhớ những buổi học mà bạn cho rằng quá nhàm chán, những tiết học mà có những đứa ngủ từ đầu tới cuối, và cả những tiết học mà tụi mình muốn ngủ cũng không ngủ được vì sợ mất 2 điểm. Bạn sẽ nhớ những tiết học ngoài trời, học thì ít nhưng tám chuyện thì nhiều, rồi cả những tiết học thể chất được dùng điện thoại thoải mái nữa. Đây là tụi mình đi ăn trưa, đứng nắng có xíu xiu mà quá trời người nhăn mặt nè. Nó hôm nay rồi, không phải đứng vậy nữa đâu. Sẽ không còn được ăn những món ăn huyền thoại trong kỳ quân sự này nữa đâu nè. Về thành phố rồi, phải nhớ tới những lúc thời gian rảnh rỗi, tụi mình chơi cầu, chơi bóng dưới sân trường nha. Những lúc tập nhảy mệt đến rã rời, và cả những lúc hồi hộp, háo hức mỗi khi chuyên mục radio yêu thương được phát sóng. À, không biết các bạn đã kịp bày tỏ tình cảm với người mình thương chưa ha? Nếu mà chưa, thì phải nói liền trong hôm nay đó nha. Về thành phố rồi, chưa chắc còn được gặp lại nhau nữa đâu. Các bạn ơi, mai tụi mình về rồi. Cảm ơn thầy cô và các bạn vì khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn vì đã đến đây cùng nhau trải qua 18 ngày xanh đáng nhớ. Nhất định chúng ta sẽ nhớ nhau thật nhiều. Mọi người ơi, về nhà rồi hãy cố gắng học tập chăm chỉ và mãi nhớ đến kỳ quân sự của tụi mình nha. Yêu mọi người rất nhiều. Chúc mọi người tiếp tục chạy deadline mạnh mẽ. Sớm mai.